Nồi cháo thịt bò. Ở một căn nhà hẻo lánh, có hai anh em sinh sống với nhau tên là An và Bình. Bố mẹ mất sớm, Bình thì bị bệnh nên ngày ngày An lên rừng nhặt củi để bán lấy tiền nuôi em. Bình ơi, trời sáng rồi, vậy ăn cháo đi em. Em không ăn đâu, cho em ngủ đi, em mệt lắm. Không được, em phải ăn cháo mới nhanh khỏi bệnh được. Ngoan nào, gắng ăn nhiều cho mau khỏe. Không may cha mẹ mất sớm, em chịu nhiều thiệt thòi quá. Lúc ốm bệnh thế này mà em chỉ được ăn bát cháo loãng thôi. Bây giờ em nằm ở nhà nghỉ nha. Nước anh để sẵn đầu giường rồi, khát thì lấy mà uống. Anh đi lên rừng nhặt củi, lát anh về với em luôn. Dạ vâng ạ, anh về nhanh nha. Ừ, được rồi, em yên tâm đi, anh đi đây. Mình cố gắng thêm chút nữa, mình cần phải bồi dưỡng, phải mua thêm thuốc mới nhanh khỏi bệnh được. Ai mua củi không? Củi khô đây ạ. Ai chà, hôm nay cậu phát được nhiều thế. Bó củi to này ta mua 5 đồng nha. Cảm ơn bác nhiều ạ. Cô ơi, cho cháu một lạng nha. Hôm nay lại có tiền mua thịt nấu cháo cho em hả con? Vâng ạ. Khổ thân thằng bé, bố mẹ nó mất sớm, có mỗi mình nó đang nuôi em gái vất vả lắm đấy. Vậy à, hoàn cảnh đáng thương quá. Bình ơi, anh mua được thịt về nấu cháo cho em rồi đây. Em đợi anh một chút nha. Anh An ơi, em đau bụng quá. Em đau bụng quá. Sao người em nóng quá? Em có đau nhiều không? Bụng em đau quá, nhưng mà em thấy mệt lắm. Bây giờ em nằm yên nha, anh đi nấu cháo cho em ăn ngay đây. Ăn xong rồi uống thuốc là khỏi thôi. Bình ơi, dậy đi em, ăn cháo còn uống thuốc nữa. Bình ơi, em chịu khó một chút nha. Bình ơi, em làm sao thế? Em trả lời anh đi, đừng làm anh sợ mà. Bình ơi. Trời ơi, sao hôm nay lại nóng hơn cả hôm qua thế? Không được, mình phải đưa em vào bệnh viện ngay. Ba ơi, mẹ ơi, ba mẹ sống khôn chết thiên, hãy phù hộ cho mình, hãy để mình mong khỏe lại. Mình ơi, bây giờ em phải gắng lên, sắp tới được bệnh viện rồi. Chuyện gì thế cậu bé? Cháu cầu xin bác, bác làm ơn làm phước cho hai anh em cháu đi nhờ tới bệnh viện tỉnh, không em cháu nguy mất. Hay chết dở, cô bé sao thế? Mau đưa em lên đi. Bố mẹ ơi, bố mẹ hãy phù hộ cho mình mau chóng khỏe lại à. Đâu là người nhà của bệnh nhân vừa cấp cứu? Dạ, cháu ạ, cháu là anh trai của em Bình ạ. Thế bố mẹ và người thân của các cháu đâu? Dạ, bố mẹ cháu mất sớm, nhà cháu cũng không còn ai thân quen ạ. Em cháu giờ đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng em cháu vẫn phải phẫu thuật. Nếu không phẫu thuật, em cháu không khỏi được. Nhưng số tiền phẫu thuật rất lớn. Bác sĩ ơi, xin hãy cứu lấy em cháu với. Đến khi em cháu khỏe lại, nhất định cháu sẽ kiếm tiền trả cho bệnh viện ạ. Được rồi, được rồi. Thật là những đứa trẻ tội nghiệp. 3 ngày nữa là em mổ rồi. Bác sĩ nói mổ xong là em sẽ khỏe lại, em sẽ được về nhà. Đúng rồi, em sẽ nhanh được về nhà thôi. Vì các cháu có hoàn cảnh quá đặc biệt nên bệnh viện đang kêu gọi sự giúp đỡ về chi phí. Cô bé cần hiến thận. Sức mai thận của cháu có tương thích với em cháu. Tuy nhiên, trong cuộc phẫu thuật tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, có thể nguy hiểm đến tính mạng của cả cháu nữa. Anh An ơi, anh An ơi, cô ơi, anh An của cháu đâu rồi ạ?
cô không rõ nữa. Chắc anh An về nhà lấy đồ rồi, đi mà chả dặn mình một tiếng. Anh An về chưa cháu? Chưa cô ạ. À, sao anh cháu đi lâu thế không biết? Sao hai hôm nay không thấy anh An tới thăm mình? Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận. Tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Khổ thân cô bé Bình. À, tạm thời cô đừng nói gì cho cô bé biết, từ từ rồi mình tính cách khác. Chắc cậu bé sợ quá nên trốn rồi. Hôm trước khi nghe tôi nói phải hiến thận cho em, và các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng khi hiến thận, tôi thấy cậu bé mặt trắng bệch, vẻ sợ sệt lắm. Không, anh An không bao giờ bỏ rơi mình. Không biết anh có chuyện gì không nữa. Sáng hôm sau. Chào bé. Vì một số lý do nên ca phẫu thuật này hoãn. Dạ cháu, cháu đây rồi bác sĩ ơi. Có thể bắt đầu phẫu thuật được rồi ạ. Đốt cuộc anh ấy đâu vậy? Anh làm em lo quá. Đến nào, anh thương. Hôm trước em ngủ say mà anh vội, nên anh không đợi em tỉnh dậy nói cho em được. Mấy ngày qua anh vào rừng để kiếm củi, gánh nước. Hả? Cháu vào rừng kiếm củi, gánh nước làm gì? Chẳng phải bệnh viện đã miễn viện phí và chi phí phẫu thuật rồi sao? Dạ, nhà cháu ở sâu trong rừng, cách con suối khá xa. Với số củi và nước đó, em cháu có thể dùng trong nửa năm. Nếu chẳng may trong lúc phẫu thuật cháu có chuyện gì không hay, em cháu chỉ còn lại một mình thì sẽ không phải lo lắng gì về củi đốt và nước uống nữa ạ. Mọi người thấy chưa? Cháu đã nói mà, anh cháu không bao giờ bỏ rơi cháu đâu. Xin lỗi cậu, chúng tôi cứ tưởng cậu sợ quá nên bỏ đi rồi. Làm sao cháu có thể bỏ đi được chứ? Chỉ có dùng thận của cháu thì em cháu mới có cơ hội chữa khỏi bệnh mà thôi. Một tháng sau. Chúc mừng hai cháu đã được về nhà. Bác thật không ngờ kỳ tích đã xảy ra khi ca phẫu thuật thành công và hai cháu hồi phục nhanh vậy. Có lẽ đó chính là phép màu đến từ tình yêu thương của các cháu dành cho nhau. Gái ế tìm chồng. Chúc mừng bà nha, tân tiến sĩ. Chúc mừng con gái. Đầu năm lấy bằng, cuối năm lấy chồng nha bà. Cái ông này vô duyên quá. Cháu xin lỗi ạ. Cháu nói đúng đó. Các cháu có mối nào thì giới thiệu cho cái Hường với. Nó cứ mãi bằng này bằng nọ rồi ế. Mấy năm nữa đã gần 50, sinh nở gì được nữa. Dạ, chúng cháu cũng giới thiệu nhiều rồi. Tại Hường kén quá đấy bác ạ. Thôi, mọi người kỳ quá. Chuyện của con sẽ tự lo được. Người đàng hoàng, gia đình căn bản, có trình độ là được. Có hai anh này, chị xem thử có hợp không ạ? Số 1 là thạc sĩ 45 tuổi, đã quá vợ của hai con. Số 2 là phó giáo sư, chưa vợ, 62 tuổi. Vậy à, có người nào chưa vợ con cũng không quá già không vậy? Dạ, hiện người như thế hơi khó tìm ạ. Hơn nữa với yêu cầu cao của chị, chắc cũng không dễ tìm được đối tượng thích hợp ngay đâu. Sắp tới,
Nếu tìm được người phù hợp hơn, trung tâm sẽ báo cho chị biết ạ. Alo, chào chị. Tôi gọi đến từ trung tâm mai mối Thanh Tân ạ. Dạ vâng, chào anh. Sau khi ảnh của chị đưa lên, nhiều người quan tâm lắm. Nhưng khi biết học vấn của chị thì họ lại ngại chị ạ. Vậy sao? Để có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc hơn, mình hạ trình độ học vấn của mình xuống có được không chị? Có con gái như quả bom nổ chậm, nó mãi không chịu lấy chồng, người ta lại bảo nhà này vô phúc. Vậy cũng được đi. Một thời gian sau. Hương xinh hơn cả trong ảnh mà tôi thấy ở trung tâm, mà không phải các cô gái phần thích uống sinh tố cho đẹp da. Sao Hương lại chọn cà phê vậy? Đó là thói quen mỗi khi tôi phải thức khuya làm đồ án đó mà. Đồ án? Ý tôi là làm đồ ăn mang đi làm đó mà. Còn tôi uống cà phê là để tỉnh táo, lái taxi cho an toàn. Mà tôi chưa biết gì về công việc của Hương hết. Trung tâm chỉ nói Hương cũng là lao động phổ thông như tôi. Tôi làm ở... Trời ơi! Cướp! Chị ra! Chết à! Trả đồ lại cho người ta mau lên! Chết đi! Trời đất ơi! Bị thương rồi! Dạ cảm ơn anh! Mày nhờ có anh, túi sách của tôi mới... Lần sau chị phải cẩn thận. Anh thật là liều lĩnh quá. Ôi, cẩn thận sàn trơn trượt đó cô. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Giảng viên mới hả chị? Nghe đâu giỏi lắm, học tới tiến sĩ lận mà vẫn chưa chồng con gì hết á. Ôi, chắc kén quá, học vị cao thế cơ mà. Thì đó, cứ học hành rồi kén chọn, giờ thì cao không tới, thấp không qua. Ê là phải, phụ nữ thì chỉ cần tháo vát khéo chăm chồng con, học cao làm gì? Thì đó. Nay tôi về sớm chút, chả là cháu nó ra mắt bạn gái chị ạ. Rõ khổ, mãi kiếm tiền nuôi các em ăn học, hơn 40 tuổi rồi mà vẫn chưa có ai nâng khăn sửa túi. Chúc mừng chị nha, gớm, cứ mong mãi. Cứ để tôi quét dọn nốt cho ha. Em hồi hộp quá, sợ mẹ chê em thì... Mẹ hiền lắm, em đừng lo. Hai đứa về muộn thế, cơm canh nguội hết rồi kìa. Hôm nay bác Tài bị tắc đường ạ. Cháu chào bác ạ. Cô nhiều món ngon thế này, đầu bếp mẹ làm khó con dâu tương lai rồi. Bác nấu khéo quá, sau này bác dạy cháu nấu ăn nha bác. Tôi không dám. Kìa mẹ. Chị làm nghề gì nhỉ? Dạ, cháu là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng chắc học cao lắm nhỉ? Đâu có mẹ, mày cũng chỉ tốt nghiệp phổ thông như con thôi ạ. Nói dối. Cháu Cô còn giải thích gì nữa? Cô nói dối là học hết phổ thông, rõ là định trêu đùa con tôi. Đường đường là một tiến sĩ, lại làm giảng viên đại học thì hẹn hò với nó làm gì? Nó tuy chỉ lái xe taxi, nhưng mà là người đàng hoàng, tử tế. Kìa mẹ, Hương không phải người như vậy. Mẹ nghe Hương nói rõ đi đã. Cháu xin lỗi bác. Em xin lỗi anh Hoàng. Những gì mẹ anh nói đều đúng, có điều em không cố ý lừa dối, cũng không định trêu đùa tình cảm với anh. Đối với em, tình yêu nào có phân biệt về nghề nghiệp, trình độ đâu anh. Vậy em đúng như những gì mẹ anh nói hả? Anh Hoàng à, mọi thứ chỉ là em định khi thích hợp sẽ nói sự thật với anh mà. Con thấy chưa, nếu không phải mẹ làm tạp vụ ở trường đại học mà cô ta dạy á, thì chúng ta còn bị lừa dối nữa đó. Em về đi, ngay lúc này
anh không muốn nghe thêm gì nữa. Một tháng sau. Hôm nay là buổi cuối tôi còn giảng dạy ở đây. Mong các bạn hãy học tập nghiêm túc và chăm chỉ. Sao vậy? Cô mới về được vài tháng mà. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ có hoạt tính sinh học quý. Những thứ quý giá thì phải giữ gìn, đúng không cô? Anh không giận em sao? Thật ra anh đã từng thi đỗ vào ngôi trường này, nhưng gánh nặng gia đình khiến việc học hành dang dở. Em giúp anh nha, anh nhất định sẽ xứng đáng với cô giáo tiến sĩ. Anh này, không, em không được trêu cô đâu nha. Cảm ơn cuộc đời, dù muộn màng nhưng đã để ta tìm thấy nhau. Lá bùa của ông. Hạnh, chiều nay con thi hết học phần phải không? Ăn nhiều vào mà còn lấy sức thi con. Con không muốn ăn món này đâu. Mỗi hôm con vẫn thích món này mà. Trời ơi, bố mẹ không biết là trước khi đi thi thì không nên ăn thịt vịt sao? Ăn thịt vịt thì làm sao nào? Thịt vịt có hình số 2, ăn thịt vịt là 2 điểm đấy, con phải kiêng chứ. Cái con bé này thật lắm chuyện, ăn gì cũng kiêng thế, thì mẹ biết nấu món gì? Mẹ quên mất là trước khi đi thi, con chỉ ăn xôi gất thôi à. Chắc hôm nay mẹ con quên mất con là chúa mê tín, giờ thì không có xôi gất cho con ăn đâu. Con ăn tạm muối vừng vậy. Muối vừng có lạc, ăn để đi thi lạc đề à. Thôi cả nhà ăn đi, con ăn cơm với nước rau cũng được. Đúng là có kiêng có lành. Hôm qua mình làm bài thi thật suôn sẻ, giờ thì đến chỗ hẹn với cái Lan nào. Qua kỳ thi rồi, đi chơi thoải mái. Trời ơi, hôm nay là thứ 6 ngày 13 sao? Thế thì phải hủy cuộc hẹn thôi. Ngày này xui xẻo lắm, không nên đi ra ngoài. Trời ơi, sao tự nhiên mình đau thế này? Đau quá. Bố mẹ ơi, con. Như chúng tôi đã trao đổi, con gái của hai bác cần mổ ngay trong ngày hôm nay. Vâng, chúng tôi nghe theo sự chỉ định của bác sĩ ạ. Mời hai bác ký vào giấy cam kết. Chúng tôi có thể gặp con bé trước khi con bé lên bàn mổ được không ạ? Được thôi, điều đó sẽ giúp cô bé yên tâm hơn. Không được đâu, con không thể mổ trong hôm nay được. Hôm nay là thứ 6 ngày 13 mà. Mẹ hãy xin với bác sĩ cho con hoãn đến ngày mai được không mẹ? Cái con bé này, chết đến nơi rồi chọn ngày nữa làm cái gì? Bác sĩ đã chỉ định rồi, con chuẩn bị tinh thần đi. Con phải tin vào bác sĩ, chứ không phải tin vào mấy điều may rủi vớ vẩn đấy. Không, ngày này xui xẻo lắm, lỡ đâu con đi luôn thì sao? Không được nói gỡ. Nếu con bé cứ sợ hãi thế này, em e rằng sẽ ảnh hưởng đến ca mổ. Em lo quá. Tại sao nó lại có cái tính đấy cơ chứ? Con bé Hạnh sao rồi? Bố nghe tin là lên xe ra đây ngay lập tức nè. Cháu nó sắp lên bàn mổ rồi, nhưng nó vẫn không chịu hợp tác tí nào bố ạ. Bố biết rồi, nó vẫn sợ cái thứ 6 ngày 13 đấy chứ gì. Hãy cho bố vào gặp con bé một chút đi. Cháu sợ lắm ông ơi. Ông không biết thứ 6 ngày 13 xui xẻo thế nào đâu. Ông biết chứ, cứ yên tâm. Ông có cái này, có thể hóa giải được mọi xui xẻo đây. Hãy cầm lấy cháu. Ông khẳng định lá bùa này hóa giải được mọi điều. Hãy tin ông. Thật hả ông? Ừ, nó vô cùng linh nghiệm. Hãy giữ nó bên mình, cháu sẽ luôn gặp may mắn. Giờ thì sẵn sàng lên bàn mổ nhé cháu gái. Có lá bùa rồi, không có xui xẻo nào đến gần được cháu hết. Cháu cảm ơn ông. Nhờ có lá bùa của ông nội, mình đã khỏe lại hoàn toàn rồi. Có lẽ mình phải về quê thăm ông và cảm ơn ông mới được. Phải rồi, con về chắc ông vui lắm đấy. Cháu sẽ ở đây với ông vài ngày ông nhé. Cháu gái của ông đã khỏe hẳn chưa? Cháu khỏe hẳn rồi ông ơi, nhờ có lá bùa may mắn của ông đấy. À, chị Hạnh về chơi. Cô tuổi lớn quá rồi ha. Em biết chị vừa trải qua một cuộc đại phẫu, nhưng em bận học nên chưa lên thăm chị được.
Chị khỏe rồi và chị về đây chơi với mọi người nè. Em nghe nói nhờ có ông Lên và cho chị một cái gì đó nên chị đã nhanh khỏi bệnh phải không? Ừ, chính là cái này nè. Ôi, cháu còn mang theo cả cái này về đây sao? Lá bùa này của ông cho cháu, nhờ có nó mà cháu khỏi bệnh mà. Nhờ có cái này mà chị khỏi bệnh á? Ừ, nhờ có lá bùa này đã hóa giải ngày xui xẻo trở thành may mắn, nên ca mổ của chị mới thành công đó. Lạ nhỉ, nó là tờ bìa em cắt ra để chơi thẻ bài với thằng cọ mà. Em nói sao cơ, đây là lá bùa may mắn của ông cho chị mà. Không thể thế, em nhận ra nó vì chính tay em đã vẽ nhằn nhịt lên cái tờ bìa đó mà. Cô Tuấn nói đúng đấy, cháu gái của ông à. Đây không phải là lá bùa may mắn như ông đã nói với cháu đâu. Nghe tin cháu phải mổ gấp, lại đúng ngày mà cháu cho là xui xẻo, nên ông đã nghĩ ra cách này thôi. Hóa ra nó chỉ là một tờ bìa, nhưng tại sao lại mang may mắn cho cháu hả ông? Chính là sức mạnh của niềm tin đã mang lại may mắn cho cháu. Khi cháu tin vào những điều tốt đẹp thì cháu sẽ có khả năng chiến thắng bệnh tật. Cháu cũng không nên tin vào những điều may rủi không có cơ sở như thế. Thành công hay thất bại đều do chúng ta quyết định thôi cháu à. Cháu hiểu rồi ông ơi. Hóa ra tờ bìa của cháu rất hữu ích phải không ông? Mặn hơn muối. Hai đứa ăn đỡ, mai bán được muối, nội mua thịt về kho ăn nha. Có sao đâu nội, con thấy ngon mà. Lại cơm với muối trắng. Con Út ráng ăn nha, có sức mà đi học. Thế nào trong tuần này, nội cũng sẽ có tiền mua thịt về kho à. Lúc đó, cho con Út cục to nhất nha. Muối lại mất giá rồi ông hai ơi. Ông nội nhìn xem, nay con làm bài toán được 10 đấy nhé. Giỏi quá, bé Ngân cháu của ông giỏi quá. Ráng học giỏi, sau này đỡ vất vả nha con. Tụi con chăm học mà, ông nội đừng có lo nha. Nay con học giỏi, có thịt kho ăn phải không nội? Vẫn là muối. Con ngoan nha, hôm nay nữa thôi, mai nội mua thịt về kho nha con. Con không tin nội nữa, hôm qua nội hứa rồi mà, sao nội hứa mà không giữ lời? Ngân, em nhặt lòng bàn lên và ăn cơm ngay. Không, em không muốn ăn cơm với muối nữa. Em xuống dọn ngay cho chị rồi lên ăn cơm đàng hoàng, nghe chưa hả? Suốt ngày ăn cơm với muối, muối mặn chát, em không ăn đâu. Muối không mặn, chỉ biết thứ khác còn mặn hơn cả muối. Cái gì mà mặn hơn cả muối nữa chứ? Mặn hơn muối chính là giọt mồ hôi của ông. Ngân nghe chị hai nói nè. Em có biết khi hai chị em mình ngủ say, ông nội phải ra đào đất để kịp nắng lên sẽ có muối phơi không? Trời càng nắng thì muối mới càng bốc hơi nhanh. Chị hay nghe chú ba nói đùa, trời nắng thì mọi người chạy ùa vào nhà tránh nắng, nhưng diêm dân lại phải chạy ra ngoài đào đất. Trời càng nắng thì phải càng tranh thủ. Em biết không, niềm vui nắng lên chưa lâu thì một người làm muối phải đối mặt với việc được mùa thì lại mất giá. Càng nhiều muối thì giá muối lại càng thấp. Không may hơn nữa là những hôm nào trời mưa, ông nội chạy ra không kịp thì xem như hôm đó trắng tay, bao công sức đổ sông đổ biển. Em biết lúc đó ông nội nghĩ gì không? Ông nội nghĩ, làm sao cho em không ăn cơm với muối nữa? Làm sao trong bữa cơm có một nồi thịt kho? Chắc không nghề nào như nghề làm muối đâu em ạ. Con bỏ ra rất nhiều, nhưng thu lại chẳng bao nhiêu hết. Cô Dung, chú Dũng gần nhà bỏ nghề rồi đó, em có biết không? Nhưng ông nội mình lớn tuổi rồi, không làm muối thì làm gì bây giờ? Ông nội đâu đủ sức đi ra biển, giống như cô Dung và cậu Dũng. Nhưng ông nội vẫn đủ sức nuôi hai chị em của mình, vẫn đủ sức lo cho mình ngày ba bữa cơm. Em có hiểu không? Ông ơi, con xin lỗi. Hai đứa đừng có nghĩ gì cả. Ba mẹ hai đứa mất sớm,
ông nội sẽ cố gắng nuôi hai đứa nên người. Có như thế, sau này hai đứa sẽ đỡ vất vả hơn. Đó là điều mà mỗi đêm ông thường nói với chính mình. Ông nội ơi, chị hai ơi, bây giờ con đã hiểu mặn hơn muối là gì rồi. Kể từ ngày hôm đó, em đã biết mặn hơn muối đó chính là giọt mồ hôi của ông nội, và mặn hơn muối đó chính là cuộc đời của Diêm Dân. Đó là một câu chuyện tuổi thơ giúp em nỗ lực và đạt được kết quả như ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn em Ngọc Ngân, thủ khoa niên khóa 2017 đã có vài lời chia sẻ về cuộc đời của chính mình. Chúng tôi chúc em sẽ luôn thành công và phát triển trên con đường sự nghiệp sau này. Anh trai. Ô, không cần, anh phiền phức quá đi mất. Em ơi. Ô ơi, dở hơi kìa chúng mày ơi. Cái thằng học 5 năm không qua được lớp 1 kìa. Anh ở nhà đi, ra ngoài chỉ gây rắc rối, bực ghê cơ. Đọc truyện. Em đang học bài, anh không thấy hả? Mẹ ơi, anh Tuấn có chọc không cho con học bài? Hai anh em con sang biếu bà ngoại, rồi về sớm kẻo nắng nha. Mẹ đẩy mình con đi là được rồi, còn bảo anh Tuấn đi cùng làm gì? Không, đi cùng em cơ. Đi cùng em. Thôi, hai anh em đi cùng cho vui đi con. Anh phải đi sau em 5 bước, em mới cho đi cùng, không thì thôi. Chúng mày ơi, thằng Tuấn dở hơi kìa. Ừ, con Hà có thằng anh bị thần kinh đấy. Thằng Tuấn ngớ ngẩn kìa chúng mày ơi. À, đau quá. Dừng tay, đừng ném nữa. Anh ấy bị thương bây giờ. À, đau, đau. À, em Hà. À, đau quá. Thằng béo bị thương nặng rồi chúng mày ơi. Làm thế nào bây giờ? Tuấn dở hơi nhé, tao về tao mách bố tao. Chạy thôi anh ơi. Anh Tích đâu rồi? Thằng Tuấn nhà ông đánh con trai tôi, giờ nó đang phải nằm viện kia kìa. Ông bà dạy dỗ lại con cái đi chứ, cứ cái tính côn đồ như thế thì chết à. Gặp ai cũng đánh cũng đấm thế hả? Tại bạn ấy treo cháu trước, còn ném gạch vào người cháu nữa. Lại còn bên nhau à? Thôi, anh bỏ qua cho. Cháu nó không được thông minh như người bình thường, nên không thông minh thì phải giữ ở trong nhà chứ, để nó ra đường làm bậy à? Vâng, tôi thành thật xin lỗi anh. Anh cũng đừng chấp gì đứa nhỏ bị bệnh. Lát nữa chúng tôi sẽ sang nhà xem tình hình cháu thế nào, rồi sẽ có lời thư gửi với anh chị. Anh chị phải dạy dỗ nó lại cẩn thận đấy. Thôi, tôi về đây. Con biết con sai chưa? Mau xin lỗi đi. Lì lợm này, không chịu xin lỗi này. Bố ơi, lỗi không phải của anh Tuấn đâu. Con xin bố đừng đánh anh, bố đánh con đi ạ. Lì lợm này, không chịu xin lỗi này. Anh ơi, em xin lỗi. Vì bảo vệ em mà anh bị bố đánh. Em không ghét anh nữa đâu. Từ giờ làm gì, chơi gì em sẽ cho anh cùng làm. Không, ai đánh Hà là anh đánh nó đấy. Hà là em gái của anh mà. Anh Tuấn, từ giờ em sẽ không chơi với thằng béo nữa. Em sẽ luôn bên anh. Hà chỉ cần anh trai thôi.
nhé. Hai con, mẹ chỉ mong hai anh em mãi yêu thương nhau được thế này thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.